Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình phân bón vi lượng AJVM04 với công nghệ sản xuất mới, giúp bổ sung kẽm, dạng tinh khiết, cho cây giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt kẽm, gây ra các hiện tượng như bạc lá, xoăn lá, dị dạng lá, vàng lá, đặc biệt tạo lớp áo giáp bảo vệ giúp lá và thân cứng cáp, hình thành hệ thống kháng nấm bệnh, sâu dày một cách tự nhiên, còn tham gia quá trình phân hóa mầm hoa, giúp ra hoa đồng loạt, hoa da mập và sáng giúp hạn chế hiện tượng nghẹn bông, khô bông, đen bông, giảm tỷ lệ dụng hoa và dụng trái non, giúp trái nhanh lớn, da trái bóng đẹp. Quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé!